Premier League mùa này hấp dẫn và khó lường nhất lịch sử. Premier League 2023-24 đang diễn ra vô cùng hay, đặc biệt là cuộc đua vô địch. Sau liên tiếp những cuộc lật đổ, Arsenal hiện đang tạm chiếm đỉnh bảng. Tuy nhiên, khoảng cách giữa pháo thủ với đội đang xếp cuối top 4 chỉ là hai điểm. Mấy năm vừa qua, giải ngoại hạng Anh có phần thiếu hấp dẫn và kịch tính bởi sự thống trị của Man City. Sự bá đạo của nửa xanh thành Manchester thể hiện qua việc họ đăng quang năm trong 6 mùa giải gần đây. Liverpool là đội đã ngắt mạch vinh quang của thầy trò huấn luyện viên Pep Guardiola với chức vô địch một cách thuyết phục ở mùa giải 2019-20. Ở mùa trước, những tưởng Arsenal sẽ làm nên chuyện lớn khi thầy trò huấn luyện viên Mikel Ateta dẫn đầu giải ngoại hạng Anh tới 30 vòng đấu. Nhưng đáng tiếc ở giai đoạn then chốt, pháo thủ lại hụt hơi. Để rồi Man City bước lên giành ngôi quán quân ngoạn mục đó là mùa bóng đỉnh cao của đội chủ sân ETH với cú ăn ba lịch sử. Bên cạnh chức vô địch Premier League, họ còn vô địch Cúp FA và Champions League. Có thể nhận thấy rằng, trong khoảng 6 năm trở lại đây, chỉ có Liverpool và Arsenal miễn cưỡng được xếp vào danh sách ứng viên đua tranh ngôi vô địch với Man City trước thềm mỗi mùa giải mới. Các thành viên khác của nhóm Big Six như Manchester United, Chelsea hay Tottenham có như không, hoặc chỉ đóng vai trò múa phụ họa nhưng mùa giải 2023-24 này hứa hẹn sẽ có sự khác biệt lớn. Giải ngoại hạng Anh mùa này luôn có sự thay đổi bất ngờ ở vị trí dẫn đầu. Man City liên tiếp chiếm đỉnh bảng cho đến khi bị Tottenham hạ bệ ở vòng đấu thứ 8. Tuy nhiên, đội bóng của Enzo Secolo cũng chỉ trụ được 3 vòng, trước khi bị nhà đương kim vô địch đòi lại ngôi đầu. Và đến vòng đấu thứ 13, đến lượt Arsenal vươn lên vị trí số 1 với một điểm nhiều hơn Man City. Điều thú vị là khoảng cách điểm ở top 4. Arsenal tuy đang xếp trên cùng, nhưng họ chỉ hơn đội xếp thứ tư là Aston Villa vỏn vẹn 2 điểm. Nghĩa là cục diện đua vô địch giải ngoại hạng Anh mùa này sẽ diễn biến rất khó lường. Chỉ một cú sảy chân của pháo thủ, sẽ có đội nào đó trong số Man City, Liverpool hay Aston Villa bước lên giành ngôi đầu. Không hề quá lời nếu nói rằng, đây là mùa giải hấp dẫn và khó lường nhất trong lịch sử Premier League. Trong suốt chiều dài lịch sử giải ngoại hạng Anh trước đó, chỉ có một mùa duy nhất, Khoảng cách giữa đội xếp thứ nhất với đội xếp thứ tư sau 13 vòng đấu là 2 điểm. Đó là giải đấu 2015-16. Khi ấy, Leicester City đứng hàng thứ nhất với 28 điểm, tiếp đến là Manchester United 27 điểm, rồi Man City và Arsenal cùng được 26 điểm. Mùa giải đáng nhớ ấy kết thúc bằng câu chuyện cổ tích của Leicester. Thầy trò huấn luyện viên Claudio Ranieri đăng quang với 10 điểm nhiều hơn đội xếp thứ nhì. Đã từng có những mùa giải chỉ sau 13 vòng đấu, khoảng cách giữa đội dẫn đầu với đội đứng cuối cùng của top 4 đã lên thành 12 điểm. Ấy là khi Man City cho thấy sức mạnh vô đối ở mùa 2017-18 với thành tích thắng 12 và hòa một trận. Họ hơn đội nhì bản Manchester United 8 điểm, hơn Chelsea 11 điểm và bỏ xa Arsenal với khoảng cách điểm của 4 trận thua. Sự cách biệt khủng khiếp đó càng cho thấy Premier League 2023-24 đáng xem như thế nào. Giải ngoại hạng Anh 2023-24 đang hình thành cuộc đua tam mã. Cả Arsenal và Liverpool đều cho thấy sự ổn định và lớn mạnh vượt bậc để sẵn sàng so kè với Man City qua từng vòng đấu. Nếu nghi ngờ điều đó, hãy nhìn vào đối đầu gần đây giữa pháo thủ với Man xanh. Trong cả hai trận chiến gồm trận tranh Community Shield và trận đấu ở vòng 8 giải ngoại hạng Anh, Arsenal cuối cùng đều là đội giành chiến thắng. Nói cách khác, đội bóng của huấn luyện viên Pep Guardiola không còn cho thấy sự vượt trội trước phần còn lại như ở những mùa trước. Sự hấp dẫn của Premier League 2023-24 không chỉ nằm ở ba ứng viên sáng giá nhất cho chức vô địch, mà còn cả ở những đối thủ đang bị coi là làm nền cho cuộc đua khốc liệt này. Aston Villa trở thành hiện tượng của mùa bóng, dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Unai Emery và đang xếp ở vị trí thứ tư. Tottenham hiện xếp thứ năm và cũng chỉ kém đội đầu bảng Arsenal 4 điểm trong khi Manchester United đứng hàng thứ sáu và vẫn có quyền mơ đến chức vô địch vào cuối mùa giải. Họ tuy không được giới chuyên môn quá đề cao trong cuộc chiến vương quyền, nhưng sẽ là thuốc thử để kiểm chứng xem giữa Man City, Arsenal và Liverpool, đâu là đội xứng đáng dương cao chiếc cúp vô địch giải ngoại hạng Anh. Có lẽ kẻ trong cuộc là những người hiểu rõ nhất sự tàn khốc của cuộc đua vô địch giải ngoại hạng Anh mùa này. Đó là lý do giải thích tại sao, trong cuộc trả lời phỏng vấn cách đây ít ngày, huấn luyện viên Pep Guardiola đã thừa nhận rằng Liverpool là đối thủ khó chịu nhất của Man City trong cuộc chiến giành ngôi bá chủ Premier League mùa này, đồng thời không quên nhắc đến sự trưởng thành vượt bậc của Arsenal. Chiến lược gia người Tây Ban Nha lặp đi lặp lại điều đó và nhắn nhủ các học trò không được phép ngủ quên trong men say chiến thắng. Có một thống kê rất đáng chú ý, đó là trong giai đoạn từ năm 2017 đến 2023, có tới 83% số đội vô địch cũng đồng thời là đội sở hữu hàng thủ xuất sắc nhất. Đây là tín hiệu đáng mừng cho. Arsenal bởi sau 13 vòng đấu, pháo thủ đang là đội ít bị thủng lưới nhất. Cụ thể, họ mới phải nhận 10 bàn thua, tiếp đến là Liverpool, 11 bàn thua, và Man City, 13 bàn thua. Nếu đội bóng của huấn luyện viên Ateta tiếp tục chơi công thủ toàn diện như trong quãng thời gian vừa qua, chức vô địch Premier League cuối mùa này hoàn toàn có thể sẽ rơi vào tay của họ.